Ví dụ như bông hoa này là bông hoa vãi. Nếu chúng ta vẽ hết những cái chi tiết như thế này thì khi chúng ta thêu lên mà không hết hoặc chúng ta muốn thay đổi thì cái nét mực của cái giấy than ấy nó sẽ in lại. Vậy nên chúng ta không cần phải vẽ, chúng ta chỉ cần vẽ cái điểm chính thôi rồi cho nhỏ lại. Nhưng hàng chỉ vẽ một nét như thế này thôi. Trinh Hồng Khoa xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Nguyên vật liệu thêu. Và hôm nay Hằng xin giới thiệu với các bạn cách in vẽ trên vải. Trước tiên chúng ta cần một tranh mẫu và một mảnh vải. Tranh mẫu của Hằng là kích thước 30-40 và Hằng đã dùng một mảnh vải là 50-60. Và đây là một tờ giấy than đen và một tờ giấy than xanh. Chúng ta làm sao khi đặt cái bức tranh của mình lên cân chiều cao, chiều trên, chiều dưới, ngang dọc đều để cân nhau, cũng có đến lúc khi lên khung là sẽ bị lệch đấy. Khi chúng ta vẽ thì chúng ta vẽ những cái chính trước. Và khi chúng ta lấy mẫu ở trên mạng, mẫu sưu tầm như của Hằng đây thì nó sẽ bị khi chúng ta in lên nó vỡ nét nên là nó sẽ bị mờ. Vậy thì cái cách làm thế nào để chúng ta nắm được cái chi tiết của họa tiết đấy, chúng ta sẽ hình dung ra ở những cái điểm mờ nét tách biệt của cánh hoa hoặc là họa tiết của mình. Chúng ta cố gắng vẽ cho mềm một tí. Cái lúc chúng ta vẽ này rất là quan trọng, tại vì khi chúng ta vẽ mà mình hình dung được ra cái canh chỉ khi chúng ta thêu như thế nào thì cái lúc chúng ta thêu rất là nhàn và mềm. Những cái búi hoa dại như thế này chúng ta không cần phải vẽ tất cả những cái nét vẽ, mà chúng ta chỉ cần những cái điểm chính của cái hoa dại này thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ thêu theo cách của mình. Cái mẫu nào mà ba gem thì chúng ta cần phải là làm chuẩn mẫu. Còn những cái mẫu sáng tạo thì chúng ta có thể sáng tạo theo ý của mình. Cũng là một bông hoa, nhưng có thể là bông thì thẳng, bông thì nghiêng, góc độ khác nhau. Hoặc chúng ta thấy chỗ nào không hợp lý, hoặc chúng ta muốn theo cách của mình có thể làm riêng biệt, không nhất thiết là phải theo. Khi vẽ chúng ta, Hằng thì Hằng hay dùng bút chì. Các bạn thấy Hằng đi bút chì nét của trơn không ạ? Đi bút bi thì hay bị vấp nét.
Và nhớ là khi chúng ta sang kiểu thì chúng ta lý mạnh tay một tí. Với những cái đường thẳng mà dài như thế này thì chúng ta không tự tin kẻ thẳng thì chúng ta có thể lấy thước bật chúng ta kẻ như thế này để tạo một cái đường thẳng. Đây, những cái này cũng vậy. Những cái họa tiết nào mà chúng ta cần ba gen đường thẳng mà chúng ta không đủ tự tin để vẽ tay thì chúng ta có thể lấy thước kẻ chúng ta kẻ. Ví dụ như bông hoa này là bông hoa dãi. Nếu chúng ta vẽ hết những cái chi tiết như thế này thì khi chúng ta thêu lên mà không hết hoặc chúng ta muốn thay đổi thì cái nét mực của cái giấy than ấy nó sẽ in lại. Vậy nên chúng ta không cần phải vẽ, chúng ta chỉ cần vẽ những điểm chính thôi rồi cho nhỏ lại. Nhưng hàng chỉ vẽ một nét như thế này thôi. Thì khi chúng ta thêu chúng ta sẽ biết là định hình đây là cái bông hoa như vậy. Và chúng ta muốn vẽ hoặc thêm bớt như thế nào cũng có thể tự nhiên mà không bị lỗi cái nét giấy than của mình. Và Hằng vừa vẽ xong một bức tranh hoa như thế này thì bây giờ đến công đoạn chúng ta bỏ tranh ra. Và đây là Hằng chỉ định vẽ một tờ giấy than xanh để cho các bạn nhìn thì nó màu xanh như này. Và đây là một tờ giấy than đen. Tờ giấy than đen là vẽ cũ rồi, nó hơi mờ. Giấy than xanh là mới. Các bạn nhìn thấy hai màu. Và chúng ta chuyển sang học vẽ sang kiểu. Và bây giờ Hằng hướng dẫn các bạn vẽ giấy than trắng trên nền đen. Thì đây là một vài mảnh bánh đen và một tờ giấy than trắng. Thì đây là mặt phải, chúng ta để xuống bên giáp mặt với vải. Hằng thử vẽ cái trái tim này. Khi vẽ chúng ta thử kiểm tra là đã được chưa? Hơi mờ thì Hằng lý nhẹ. Chúng ta có thể vẽ lại. Vẽ là tầm. Ok, thế là Hằng vừa dẫn các bạn vẽ vải đen và giấy than trắng. Vừa rồi là Hằng giới thiệu với các bạn là cách vẽ hàng đơn giản và phổ thông nhất. Và bây giờ tiếp đến Hằng sẽ hướng dẫn các bạn cách châm kiểu với đơn hàng nhiều hơn. Một hình bất thường kỳ nào hoặc là theo đơn đặt hàng. Ví dụ hôm nay Hằng làm cái trái tim. Đây là một cái giấy bóng kính. Để giữ được thì chúng ta dán dây bóng vào cái mẫu của mình.
Và hàng bé thì hàng rắn là tất, còn nếu không thì các bạn chỉ cần dán một điểm. Điểm nhỏ như thế này cũng được. Và đây là một cái bút chì kim hàng mua ở văn phòng phẩm, và hàng về hàng lấy một cái kim hoặc là hàng bẻ gãy một cái kim ở cái đầu này thôi, sau đó cắm vào và chúng ta tiến hành sơn vào giấy bóng này. Khi châm thì chúng ta thẳng cái đầu bút và mũi kim cách khoảng 1 mm hoặc hơn. Nếu mà những cái chỗ nào nét thì chúng ta không đến 1 mm. Cố gắng chúng ta châm làm sao cho đều mũi. Và nhớ là các bạn là trước khi châm kiểu như thế này thì lót một mảnh vải hơi dày dày hơn, hoặc là một cái mảnh xốp ở bên dưới cái mẫu hàng mà chúng ta muốn châm, để tạo cái độ lún. Chúng ta châm kim thì có lún xuống như thế này. Ok, chúng ta vừa hoàn thành cái trái tim. Để có thể in được mẫu chúng ta vừa châm thì chúng ta cần có phấn nơ. Thì phấn trắng chúng ta sẽ in trên nền vải đen, vải tối hơn. Và phấn xanh chúng ta in trên nền vải trắng, vải sáng hơn một chút. Thì bây giờ chúng ta cùng làm trên nền tối trước. Khi in thì chúng ta để cái mặt phải vẫn hãy chúng ta châm để ở bên trên. Cái phần nơ này thì chúng ta pha với dầu hỏa, thì đây là hàng đã pha sẵn rồi, cho vào một cái hộp. Dầu hỏa nó rất là mùi và hay bay mình, nên chúng ta pha vào một cái hộp, sau đó chúng ta nắp lại. Đây, chúng ta vừa đập xong rất là nhanh đúng không ạ? Khi chúng ta châm xong kiểu thì chúng ta có thể đập với cái số lượng rất là nhiều, nếu mà nhận được đơn hàng và chúng ta muốn làm cái số lượng nhiều hơn. Bây giờ hàng chuyển sang cái nền sáng. Đây là cái mốc như vậy, mình đi luôn sang nền sáng. Thì cũng tương tự như pha bột nơ, tương tự như là chúng ta vừa pha trên màu trắng. Chúng ta có thể kiểm tra khi những chúng ta có thể là pha đặc quá, chưa in được xuống. Và nhớ chúng ta đừng để xê dịch nhé. Nếu chúng ta xê dịch nó sẽ là mấy nét. Hoặc là do vừa dập nền sáng xong, hàng chưa lau kỹ. Thì đây là nền xanh. Và hàng vừa hướng dẫn các bạn cách châm kiểu và in mẫu. Bây giờ hàng sẽ hướng dẫn các bạn cách
in mẫu dễ nhất, có thể ứng dụng mọi lúc mọi nơi. Thì đây là một tờ giấy decal, chúng ta có thể lấy mẫu trên điện thoại luôn. Hàng sẽ lấy một mẫu Hello Kitty đi cho dễ, một mẫu như thế này. Nếu mà chúng ta muốn to hơn nữa thì chúng ta xoay ngang màn hình, chúng ta zoom lên và chúng ta đặt lên, đặt tờ giấy lên. Chúng ta lấy bút này là bút xóa nhiệt, xóa bằng nhiệt. Khi chúng ta vẽ này, lúc nào chúng ta cần xóa cái hình ảnh này đi thì chúng ta sấy lên hoặc là đi là hết á. Này là chúng ta có thể tham khảo mẫu ở bất kể chỗ nào mà chúng ta thấy thích, trên sách, vở, báo chí. Đây, chắc là đứng xa thì sẽ hơi mờ, sẽ vẽ lại một tí cho tỏ hơn. Với cách vẽ mẫu này thì khá đơn giản, chúng ta chỉ cần một tờ giấy decal và một cái bút nhiệt như thế này, thì chúng ta có thể sang bất kỳ mẫu nào mà chúng ta thích trên mọi ứng dụng, mọi chất liệu. Cái mẫu nào mà trên điện thoại màn hình mà nhỏ quá thì chúng ta zoom ra mà vẫn không đúng với kích thước của mình thích thì chúng ta có thể lấy ở trên laptop và máy tính. Cách in đơn giản này, chúng ta lấy mẫu và vẽ mẫu cực kỳ đơn giản. Và chúng ta đã in được xuống như thế này. Nếu chỗ nào mà không được tỏ lắm, chúng ta tô lại. Có thể những lúc mà bút chúng ta tắt không xuống được, chúng ta vẽ ra cái chỗ khác rồi chúng ta vẽ lại. Khá đơn giản đúng không ạ? Vậy là chúng ta hoàn thành cách đơn giản nhất khi sang mẫu và vẽ mẫu. Như vậy là vừa giới thiệu với các bạn cách in vẽ trên vải. Đây là cách phổ thông nhất, vẽ bằng giấy decal. Chúng ta lấy mẫu bất kỳ, ngay cả trên điện thoại, laptop. Đây là cái hàng vẽ giấy than đen và giấy than xanh trên nền sáng cũng như là nền vải trắng như thế này. Còn đây là vẽ giấy than trắng
trên nền vải đen. Và đây là chúng ta châm mẫu và in mẫu trên vải trắng bằng trần nơ màu xanh. Còn đây là giấy than, đây là in vải đen, phần nơ trắng. Chúc các bạn ứng dụng thành công và những sản phẩm yêu thích của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận phía dưới để có thêm động lực ra thêm những video tiếp theo. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.